các bà đang nói chuyện nè, đang trò chuyện nè. Chiều nay vô lễ hội Chúa Cơ Năm Khơ Mây á quý vị, Chúa Cơ Năm Khơ Mây nha, nên rất là đông vui, ông bà tề tụ về. Dạ, ông bà tề tụ về á quý vị. Ủa, quý vị chơi lễ hội Chúa Cơ Năm Khơ Mây nha. Mến chúc quý vị đi chơi lễ hội thật là vui vẻ, an lành và nhiều niềm vui và hạnh phúc nha quý vị. Đó quý vị ơi, ngày hôm nay con Út xin quay cho quý vị coi lễ hội, để có cảnh này cảnh kia quý vị, có cảnh nha quý vị, có cảnh có video cho quý vị coi. Nè quý vị ơi, bán đồ nướng nè quý vị. Dạ hả, đu đủ tâm nè quý vị ơi, đâm đu đủ nha quý vị, đâm đu đủ đâm nè quý vị. Đó, con cháu tề tụ về đông vui lắm nè ông bà ơi. Để đi vòng nữa cái. Ông bà đi vô vòng đây nữa đi. Nè có ông bà làm lễ nè. Đó, ông bà đang chuẩn bị làm lễ quý vị. Vô rồi gì nè quý vị. Đây. À đây nè, bánh tráng nướng nè quý vị ơi. Rồi bánh bánh tráng nướng. Bánh không? Dạ. Ngon lắm quý vị ơi. Bán đồ ăn là gì nè quý vị. Còn đây các con chơi nè, chơi phắn đó quý vị. Các con chơi phắn. Bán đồ bán đàn nè.